khi mà ta hai ta đều đứng dưới một khung trời. Sao mà anh cảm thấy ôi ta xa vời. Anh ghét cảm giác nhớ em khi đêm tới, nhưng chẳng thể nhắn nhớ em lắm em ơi. Nhưng từ giờ sẽ khác, anh sẽ là người hoa, you okay. Mình không còn là bạn, thay vào đó anh sẽ nói xa rồi.